đấy là đấy quận chuyện có thì mình đi họ đi xin nó thêm một tí tiền cho nó thì dòng máy bơi của nó bơi đi làm ống đường. Sáng lúa nhá. Chào. Để em cầm cho. Xe chắc là cho còn gọn vào anh ạ. Để em đợi đai cho tí. Lại lấy đi tiếp à? Thế tạm thời để thêm một chút đó. Cứ mang bình nước xuống tí nữa mang đi. Có lại nữa. Vợ xuống dưới này trước rồi à? Về ăn. Con này nhằm nấu cơm. Hôm nay nấu cơm ở nhà. Vâng vâng, hôm nay làm bố với mẹ đi khu nó có không có người nấu cơm. Hôm nay bố mẹ lại bận hết rồi. Có mình lúa thôi. Nên là vợ ở nhà nấu cơm. Em Trọng xin chào các bác anh chị tất cả mọi người. Hiện tại thì em Trọng đang cùng với anh Lúa đang trên đường đi vào nền đất của nhà anh Lúa. Và hôm nay thì em Trọng tiếp tục là muốn chia sẻ cho các bác không biết là hôm nay thì sẽ là đi cùng anh A Lúa đi xin nguồn nước ở bên trong này các bác nhé, là cho nó gần hơn để trong quá trình làm nhà nó được thuận tiện hơn, cũng như là đỡ phải đi xem nước nhiều. Sắp ta lắm, sắp hết rồi. Bảo hiểm chú em chắc là 2 ngày nữa. 2 ngày nữa, ít thời này 2 ngày nữa. Tầm này bà con vẫn còn đang đi cắt cỏ thôi, đúng không? Đi lai rau. Đang đi cắt cỏ chứ đi lại đông người. Càng trưa trưa một tí người ta sẽ về đông hơn. Đấy hôm nay gọi nhà đó mà. Bị cắt đế. Người ta cứ xong việc nhà hết đấy, đúng không anh? Hôm qua anh đi hỏi uống nước ở bên trong này chưa? Chưa, hôm qua là em làm đây là tới thì em chưa đi để lát nữa đi, lát không chưa đi lúc nào anh ở nhà được đi. Cứ thả chút cứ hồ tỉnh trước rồi mới đi để hỏi. Cho máy bê tàu. Lấy ở đây gần hơn. Cái tầng là máy bê tàu. Ở thì thả lo cho giọng lo. Bà lo cho cả sử dụng lâu lúc mày bê rồi hả? Cho nên tiện. Ta thả lũ đi chứ. Mà ít mà hợp ít trả lao ít nha. Phải lấy một tép, tép treo nhỉ. Ai về xong lại được không? Tần đi luôn à, tần do như là là do nhà tí con đi ha. Ta kêu nó là mình. Hiện giờ tao có chết gì? Con đi nó mình chẳng nếm mà. Còn gió nên đây còn dài cho nó tới ít rộng luôn à. Thế này ít rộng. Chết con mỏ cho tần đi. Mỏ của nhà bếp là làm bên này, nhà vệ sinh, nhà tắm là làm bên này, nhà chính là làm bên này. Lấy cái khó mà xíu tỏ tay nơ mà. Tiền cái lo luôn. Đi qua đi qua. Lát là tiền bấm bấm tiền. Nhà tắm, nhà vệ sinh. Lát qua chơi tại ít sao có thà lắm à. Nhân mà. Tầm này đỡ đi nương làm ở bên này thôi. Đào rộng một tí. Ui dồi, thanh niên này còn mang xe đến đây luôn. Nhà nhà quá. Đi đâu đấy? Thế thì khâu đến đây được rồi. Bố bảo làm cho nó đầu nó để đây thôi. Không thì sợ nó sạt xuống đúng không? Ở không thì mình cũng giật cấp rồi, giật đây một cấp thôi. Mà bạn bên này đào bám đây là gió làm đủ đấy. Tầm này là cũng ok rồi mà, tầm này là đủ rồi. Bố bảo là đào thẳng này đúng không? Mà bố bảo đào thẳng. Đào thẳng là nhìn đất nền nó đẹp hơn. Bố
bảo là bà hạt đang này xuống thì cửa nó mới làm cửa nó mới bị khảm cho hai cái hai ba cái cây to to kìa. Hai ba cây to to kìa. Nhà người Mông là kiêng là không không đào được. Vâng, đấy là do đấy là chọn, do gia đình chọn thôi. Bọn em vẫn theo gia đình mà, nghĩa là gia đình chọn hướng nào thì bọn em vẫn làm theo hướng đấy. À, đấy vẫn là chọn ngày đào móng nữa, vẫn là gia đình thôi. Còn bọn em là công việc của em là hoàn thành lại ngôi nhà, có đầy đủ công năng, phòng khách này, buồng ngủ, nhà, bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh đấy. Thế là thẳng cái cây to to lù lùi à? Vào. Thẳng cái cây mới tốt. Mình mới có sức khỏe to cái cây. To mà dạ. Đi về nhà thay áo giống em đi. Đi đỡ đỡ hở ấy. Sáng nay em về. Lạnh quá. À? Anh lúa chưa lấy cái áo về cắm ở dưới này nhà. Áo á? Lấy cái áo để cắm nền nhà ở dưới nền nhà ấy, không lấy à? Không lấy, đợi nó đào cái nền này xong. Nghĩa là đào nền xong rồi mới lấy áo để dưới cái nền đất đúng không? Đợi nó đào nền xong thì anh kia với anh không lấy, em có thổi về làm thì nó làm dự cái cù lê thì mình mới mang một cái áo về. À, một cái áo về không là cho cái cột đúng không? Nhất thiết hướng nhà là phải thẳng cái cây kìa anh lúa. Vào. Là phải thẳng đúng cái cây ở ngoài kia. Vâng, cái nhà kia. Nếu mà chọn hướng khác có được không hay là có hướng nào khác nữa không? Có nhưng mà nếu làm về chỗ này mình cửa nó bị thọt cửa số dưới này thì nó mình ở không được, nghĩa là hai nhà là không được chung một hướng cửa. Vào. Bây giờ nhà này đi quả đồi bên này rồi thì mình phải đi cái cây đấy đúng không? Vào. Nghĩa là khác hướng. Vâng, có cửa nó khác hướng. Tí nữa anh còn về làm gì nữa? Tí làm nên gọi điện cho anh Hèm đi mua cây đúng không? Mua cây đúng không? Tí nữa hồi tỉnh cho anh Hèm. Cho anh em mình đi xem cái mấy cái nguồn nước một tí. Vâng, đi mà. Để em đi xem nước ít hay nhiều ấy. Hôm nay là anh em chủ yếu là đi mục sở thị cái nguồn nước các bác nhé. Tại vì hôm trước anh em mình cũng đã được nói với các bác là anh em sẽ là lấy nguồn nước ở bên trong này rồi, cho nó gần hơn so với là mình lấy ở nguồn nước ở cái khu vực bể ở trên này thì nó xa hơn các bạn. Xa, nó vẫn như dòng ống nước nhiều lắm. Đây này thì nó dễ một tí. Cái này là vẫn cần máy bơm để hút đúng không? Vâng, còn máy bơm mà. Cái này là cần máy bơm. Đi xem nguồn nước về nhiều ít không thì sau này làm nhà thì sợ nhất là cái thiếu nước thôi. Anh em thợ là làm chậm tiến độ công trình ấy. Alo nhỉ?
Ôi. Đợi mạng kém rồi. Nha rừng. Ở đâu à anh Lũa? Bên nước này này. Bên nước đây à? Ngay đây luôn. Nó ngược bơm. À đây, đang bơm dưới này, xuống dưới này một tí nào. Chị ơi, cho em xem nguồn nước một chút nhá chị ơi. Cho em xem nguồn nước một tí nhá. Chị chủ nhà đây đúng không? Nhà mình vợ anh Táo. Anh Táo là mình nằm chỗ dưới này. À đây, ui, đây cũng thoải mái mà đúng không? Vâng vâng. Xuống này nào, xuống bên nào nhỉ? Xuống như này để xem các bác thấy rõ hơn một tí nào. Từ đây đi nhà anh Lúa là chỉ cách khoảng hơn 100 mét một tí thôi các bác ạ. Đây là một vị trí nguồn nước các bác nhé. Đây là anh chưa hỏi cái gì đâu gì. Vâng. Hôm qua là anh có một tí giờ anh chưa đi khỏi. À, đây là một bể nước một nhà trưởng xóm dùng thôi đúng không? Đây đây là em thấy là có mỗi một cái máy bơm và một cái vòi thôi. Đây là vẫn là dùng điện để xong là cho máy bơm để nó có điện kéo nước lên. Ở đây sợ để đây khỏi không sợ mất trộm nhỉ? Không sợ đâu. À, thế này là dân trí là an ninh vẫn yên tâm. Anh Lúa đây. Để em xem bên này xem nó kỹ hơn một tí nào. Hơi sợ điện giật một tí đấy. Ở đây có đúng một nguồn rồi, bên này không có nhỉ? Đây là không có. Có đúng bên này thôi. Đúng bên này. Ừ. Nếu mà bây giờ sau này mà là mình lấy chung ấy thì là mình sẽ kiểu như là cho thêm cái máy bơm bên này nữa, là hai nhà cùng bơm với nhau đúng không? Vâng vâng. Cái này là trước anh hỏi là mua họ mua hay như nào? Hay là họ tự đào. Đây này đây của trưởng xóm là nó tự làm. À đất của trưởng xóm rồi. Dạ vâng. Không biết là bây giờ là nối đi cái này là có cho có gọi là có cho nhiều nhà không? Sợ em sợ là cho họ cho nhiều nhà quá thì họ không cho mình ấy. Trưởng xóm nó một nhà thôi. Là mỗi một nhà thôi. Dạ vâng. Thế là mình đây làm đây của trưởng xóm thì mình đi họ thì nó thêm một tí tiền cho nó thì dòng máy bơ của nó bơ đi làm ống đường. Thế là được rồi, con này thoải mái rồi. Em thấy ở đây nước nó cũng nhiều đâu, chảy được khe đá ra nhiều lắm đây này. Đấy, khu vực bên này này. Hầu đây là hầu ở đây đấy. Mà anh Trọng muốn chia sẻ các bác biết là bây giờ là từ chỗ mà anh em mình đang xem nguồn nước mà đi chỗ khu vực mà của cái nền nhà anh Lúa thì là cái cây ở bên đằng sau này, cái cây đằng sau là một chút thôi thì là cách khoảng 150 mét thôi các bạn. Thì là có hết mới một cuộn ống duy nhất thôi, một cuộn là 200 mét mà. Đấy là hết một cuộn ống duy nhất thôi. Thế là quyết định là trong thời gian làm nhà là cứ là xin trước đúng không? Xin trước nguồn này. Đây là cũng nhiều các bác ạ. Đê mà lù. Dưới này có con cá nó kiểu nữa. Nguồn nước thế mới sạch được. Thế là nó đây cho nhà nó có bể. Triệu xó nó có bể nữa thì nó bơ hiếm mùi. Nó bơ hiếm mà bể làm thì nó chạy kem chữa to nó đụng bể dùng phải mái đúng không? Nó dòng thoải mái thì nó là lại không hút nữa. Nó không hút nữa. Em thấy bình thường nha, nó đầy đầy ở đây đúng không? Vâng. Nghĩa là ngập tràn hết chỗ này đúng không? Vâng. Thế là nước nhiều lắm các bác ạ. Bình thường nó sẽ ngập đến đây nữa cơ. Hôm nay là trưởng thôn thì đã hút nước rồi đúng không? Vâng. Hút nước là nó đã xuống rồi. Đây là táo lọ. Dùng ạ. Thế là được rồi. Đây. Còn thì nữa anh em mình chiều nay là nó đi phụ nó đào cỡ là vòng chạy tiền để tới nó về nhà thì anh ra hỏi nhá. Sẽ đi hỏi nó. Đi hỏi và trong quá trình làm nhà thì muốn xin nước để làm nhà trước và nếu mà đồng ý luôn thì là sẽ là
dùng tiền để mua xong hai nhà dùng chung với nhau. Vâng. Mình sẽ tự mua máy bơm của mình, và trong lúc mà nhà trưởng thôn đang hút này thì là mình sẽ nhường anh trưởng thôn hút trước, xong là lúc nào mà trưởng hút xong thì mình cứ hút sau, đúng không? Nếu là giống như anh về ở đây thì em mua dài địa, em cắm địa về đây thì em mua anh mua một cái máy bơm về đây, nên thì đúng nóng mà phú mưa đầy thì mình dòng thì mình vẫn phú mình nữa. À, vâng. Đấy là thoải mái cho hai nhà, tại vì là hút về là cũng để dự trữ trong bể thôi, chứ không phải là hút về là để dùng luôn, đúng không? Vâng. Đấy, thế nên là trong khoảng một tuần là mới hút một lần, chứ không phải là ngày nào mình cũng hút. Vâng. Đấy, mình hút một lần là mình đủ bể mình dùng thôi, thế là thoải mái rồi. Đây là một nguồn nước gần nhất với vị trí nền nhà anh lúa các bác nhé. Còn hôm trước mà anh em mình cũng có đến một sở thị và chưa đào nền ấy, thì là cái bể nó sẽ nằm ở tít bên trên này, tít bên trên đồi này nữa các bạn ạ. Thế là còn cách xa khoảng 400-500 mét nữa. Đấy, thì là có một cái bể nước ở bên đất tập trung bên Hữu Vinh, đúng không? Vâng. Bể nước ở bên Hữu Vinh nữa anh em mình. Đây chơi cao cái nhầm đây chơi anh. Thấy trắng trắng kìa. Bông chơi cái cây của tôi kia nó vẫn có bể mà, nhưng mà xa lắm. Ôi dồi ôi, tầm kia phải cây rưỡi à? Vâng. Ô, kia xa quá. Chị vợ trưởng thôn đây đúng không? Vâng. Có chơi táo? Tôi xuống đây nó có đây nè. Yeah. Thì hỏi chị mà chị cũng nghĩ không? Phiền gión này dưới đây nó nên là hà. Chị vợ trưởng thôn đúng không? Không. Không phải à? Em cứ tưởng là chị là chủ ấy. Em xin là con trong quá trình làm nhà em xin ý tí đề để ua lút chế. Có hai mà thấy rõ à. Mình xem là thấy rõ chú mụ bỏ ra thì ua to chị. Ê, chú mụ tao mà chỉ chào hậu á. Này chú nhá, cái này chú mụ này bớt xíu, dài mình chỉ xuôi thế này. Đâu nó chỉ chào hậu giờ đến đâu luôn hả mà có thoải mái chú mà. À, chị ơi, chị cho em hỏi là cái nguồn nước này là có một nhà trưởng thôn dùng thôi hay còn nhà nào nữa chị? Bây giờ hỏi đi nhỏ, lấy dòng á mà sáng thế số á họ. Bây gì? Nghe là sáng á. Là bao nhiêu nhà nhỉ? Ba người dùng à? Ba người dùng thì chia nhau đúng không? Nhưng từ bên này cũng có thể nhìn thấy nền nhà anh lúa nha các bác nha. Đây, mọi người đang làm khu vực này đấy, chính đấy. Đấy, thì cách thường khoảng 150 mét thôi, nghĩa là hơn có ra là còn chưa đến hết, dùng hết một cuộn nữa các bác ạ. Ừ. Ngoài kia là mọi người đang đào đất rồi. Ủa tôi thả mà sáng cho anh chùa lên. Ủa tí giọng này nó mai ngầu anh bỏ đi xe tại sáng giọng này lê chà mà dù phước phí mình xe này xa. Nó thả con này chứ. Dạ dạ tiểu. Ủa tao sáng giọng lại là tiểu lại dạy mất xe này. Lại mất xe này chú tạo hồn cho nó cộng nó chú mà họ. Ủa mà họ vô mai bờ hơn mà lại dụ. Ủa mà lại dụ ạ. Ủa mà lì dù mái bế mà lì trao sổ tạnh tôi ha. Không phải anh nữa đâu mà lì khá nhận sẽ nặng lì mái tôi. Chị mà có số tỉnh cho em xin đi. Tí nữa trước khi em đi em gọi anh trưởng thôn ở nhà đợi. Nhớ lau mua số tỉnh chứ mua. Ông mua số tỉnh. Mua mà lúc tỉnh sáng tôi ăn xong rồi sẽ nặng. Lại để nhà rồi. Chị nó không mà. Thế đây là bây giờ là nồi ống. Mới có một nhà thôi nhưng mà ba nhà chia nhau đúng không? Ba nhà chia nhau. Ừ, ba nhà chia nhau là không biết là
chắc là trong quá trình làm nhà là người ta vẫn tạo điều kiện hết sức để mình thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà bây giờ mình chỉ ăn nhau nhưng mà chị rau này nó bảo là nếu là cho em đi bảo làm đi họ làm chuyện thôi, nếu làm thay một tí tiền cho chuyện thông thì mình dòng không được. À, bà bảo. Nghĩa là phải thuê đúng không? Bà bảo. Nghĩa là trong quá trình mà mình làm nhà trước là không biết là có mất tiền không? Nghĩa là mình dùng lâu dài là chắc chắn là mình phải mất tiền rồi. À, nhưng mà... chắc là mình dòng thì dòng địa của nó thì mình cho nó tiền điện. À, cho tiền điện thôi chứ là tiền nước là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là cho nhau đúng không? Vâng, thì làm xong thì nếu mà giống mình có tiền thì mình thay một tí tiền cho nó, mình còn nó bể nước. Đó. 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 Thế là có 3 nhà dùng chung với nhau rồi à? Vâng. 3 nhà dùng chung thì... Nói chung là bây giờ mình cứ đi tìm nguồn nước xong là mình đi hỏi từng chủ một nhá. Tại vì là không biết là người ta có cho dùng mãi mãi không. Thì bây giờ tôi cứ đi hỏi nhiều nguồn một tí nhá anh. Lụa anh lúa nhá. Vâng. Không có nguồn này mình còn có nguồn khác. Không. Chỉ rau. Rau anh bảo làm nghĩa là em ở đây thì nước thì dòng thoải mái. Nhưng mà để em đi họ ăn chia khỏi. À, nước là đã dùng thoải mái rồi đúng không? Làm hai nhà thì nó không có chuyện gì, nhưng mà em đi họ anh đi họ chịu khó một cao làm chuyện có cho làm mình có mình dòng thôi. À, chuyện xóm cho là mình đó. Tính đúng ra là anh em mình trong tính thời gian đi bộ là còn chưa đến 1 phút là anh em mình đã đến nền nhà hành lúa rồi các bác ạ. Thế nên là quãng đường mà để kéo nước là rất là gần thôi. Em thấy bảo là các anh ở bên ấy bảo là chỗ cái này chỗ cái đằng sau gốc chuối chạy sang bên kia một tí là có một cái bể tập trung hay sao ấy, là mua có một cái bể nước ấy. Cái bể dần thì nước nó không đủ dòng đâu. Không đủ dùng đúng không? Vâng. Cái bể dần này nó xa hơn bể này mà. Cái bể trên này chắc là nó 20 mét. Ủa, ống mía này chắc là nó đủ không? Ui, 20 mét anh nói thế không đủ thôi. Chỗ này phải sao bên kia ấy, 400-500 mét anh ạ. Còn 20 mét rồi, 20 mét là từ đây 200 mét là không đến đâu. Em nghĩ là chắc là 300 mét, 400 mét về 400 mét, 400 mét. Còn đường nước mà em Trọng với anh Lúa vừa mới đi xem là chỉ mất hơn 1 phút là đi bộ thôi, thì các bác cũng hiểu là quãng đường nó như thế nào rồi. Đấy. Chỉ mất hơn một phút thì tí thôi. Thì anh em mình sẽ cố gắng là thương thảo, thương lượng để cho chú trưởng thôn cái tạo điều kiện giúp đỡ mình đã, đúng không? Lấy đề chỗ này gần hơn, không để chỗ này nó gần hay hơi thì chắc là nó hơi trăm miếng thì nó nhưng mà nó là nó ống nước về để đài rồi. Đây là táo lọ. Bây giờ là đi mua gì nữa? Ăn tí sẽ đi mua để ăn xem người. Đợi xem người đúng không? Bây giờ vợ ở nhà đang nấu cơm. Hôm nay là vẫn làm cơm ở nhà bố mẹ chứ? Vâng, thường vẫn làm cơm của bố mẹ. Hôm nay là bố mẹ đi cúng hết rồi, không ai ở nhà, có nghĩa là vợ anh Lúa ở nhà để làm cơm thôi. Thế nên hôm nay là các bác cũng không thể thấy vợ anh Lúa ra đây giúp mọi người đào đất rồi. Nhà trưởng thôn là ở bên trong này luôn là hay ở tận đâu không? Nhà miệng thu, nhà miệng thu là cái nhà có cái cửa cháy cơm thôi mà.
có cửa tre kia, bằng tre đúng không? Hay là cửa bên bên trên? Vâng, nhầm số giấy là thái cái chuồng lợn làm... em thấy à, em thấy à. Đây, có cái nhà có cái chuồng lợn ở bên góc bên này, bên trên này một tí này. Đấy, các bác đây, bên này này. Đấy. Đây là, thế là buổi tối là hết việc là anh chủ động đi xin nhá. Vâng, vâng. Xin trước. Nếu mà tốt quá thì nếu mà trong điều kiện mà tạo điều kiện hết sức thì anh em mình cứ gọi là mua ống nước về trước, sau là mình sẽ mượn nhờ máy bơm. Nếu mà em chịu về anh chịu về đan thì em nghĩ là mua ống nước về trước thì em chịu về đan đấy, chịu làm trời lõm nó lấy chai kem sữa thì mình về đem nấu cơm đây ăn bánh giấy đấy đó. Nấu cơm ăn, dựng bạt, dựng lều ở đây là nấu cơm ăn bọn mọi người đỡ đi xa đúng không? Vâng. Bây giờ lại nghỉ trưa đã mệt rồi, xong là bên trên này nó hàng xóm nó đã mệt nhưng mà mình vẫn bảo nó đi ăn cơ xa nữa thì khó quá đúng không? Nó khó lắm. Giống như hôm qua là có một số chị em là xa quá là không đi, mặc dù là anh lúa đã kéo nhưng mà không đi đâu. Thế là tàu lọ, thế là đã tìm thấy một nguồn nước vị trí đắc địa thuận lợi để nhà anh lúa trong quá trình làm nhà là nguồn nước gần nhất. Còn kết quả cuối cùng là vẫn còn phải chờ đợi anh lúa đi nói chuyện, đi hỏi EP nó xem nói chuyện xem như thế nào đúng không? Vâng. Nói chuyện với anh trưởng thôn xem anh trưởng thôn tạo điều kiện cho mình không. Nếu mà tạo điều kiện hỗ trợ nước thì quá là tuyệt vời luôn. Vâng. Còn nếu mà anh ấy bảo là anh em mình tự mang tự có máy bơm về tự bơm tự hút thì mình lại chỉ tính tiền điện thôi đúng không? Vâng. Thì mình cũng đỡ phải kéo điện đi ra bên kia cắm điện của anh nhờ trưởng thôn thôi. Cái máy bơm nó lại rẻ, nó vẫn nước nó vẫn vọc, nó vẫn làm bơm được đùa lịch trên này. Và em Trọng cũng xin chia sẻ với các bác là có một số bác là sẽ anh em mình cũng vừa mới đi xem đường nước thì cũng có nói là sẽ có một số khán giả có ý kiến rằng là nguồn nước của nó quá thấp, máy bơm không thể nào mà để lên đây được. Và thực tế thì là nguồn nước nó không phải là quá thấp với các bác nhé. Giống như các bác có thể thấy lúc mà anh em mình đang đi xem nguồn nước thì anh trưởng thôn vẫn còn đang bật máy đúng không? Đang bật máy để đẩy nước về nhà được. Thì mình cũng có thể gọi là có máy bơm để đẩy nước về nhà mình được đúng không? Vâng. Đấy. Thế là tàu lắm. Thế là không phải lo rồi, không phải lo đường nước xa như nào, nước nó không đẩy về được. Tầm đấy ở ngay cái hủ bên dưới này một chút thôi các bạn. Thế nên là nước nó đẩy về thoải mái thôi. Vâng. Hôm nay là hình như là đến giờ này 9 giờ rồi thì tầm này chắc chỉ có từ mấy người thôi á. Chậm lắm, có một số người đang làm việc nhà đấy nó vừa đang làm việc nhà thì nó làm việc nhà xong thì nó cho rau bò ăn xong thì nó lấy cửa. Tao lắm. Đã có 21 người rồi. Mà đang. Chắc khoảng hôm nay khoảng các bạn từ bên nhỏ khoảng 30 người này. Vâng. Hôm nào cũng thế, đúng không? Phải 30 người. Các cô bán nào chú? Nó là cô thì nó con đi hồn, nó cơ chưa, nhưng mà là nấu cơ chưa thì nó phải chị em thì nó đi nấu. Cho chị em đi nấu nó khéo tay, gọi là khéo tay hơn. Khéo tay. Nó là cô của bố. Anh nghĩ là cho một hai chị em nữa về phụ giúp con này à, anh lúa nó cũng ua mỏ. Ngô nào mà phải không? Mùa mà, mùa 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 mùa
Nó lỗ. Hả? Một lò khó khăn là mà chỉ để ba tôi nó là như thế. Tại vì trên trên đi chợ tay nó có ba tôi sáu tháng. Thế bảy. Thắng còn lỗ còn nhau hơn cả. Bảy. Mùi cho nó mùi cho mùi cho. Là cái lá ở đây. Như là ăn ăn cơm với xin hương luôn. Ờ, ăn cơm trên đây luôn à. À, xong thì nhìn tí đi trên thủ la, còn thì đi đi về về thì hơi khó khăn, thấy mệt đó chứ. Bây giờ mệt thì cứ bắt đi lại đi lại. Đi lại thì nó hơi mệt. Đây thì nhưng mà cái bà ở đây, mua phong, mua ra mua, ôm mua rồi. Quá lâu quá lâu.那太了姐，怎么那几天你没出去？不是今天出去的呢？我操！我操！都我在那哈呀，知道我们操都在那。我操！他都在那，今天没在，哎呦，你这你都。把你操都没到那啥，今天。哦，给老娘我操给，少给这些人领那领那。我们都不去。少给这些人，我们都打打面子嘛。长的就打，少给人就打。那嘛，我那时候打嘛，咋怕这些人都打呢？ 老子等了，都不想留个把子嘞，留个把子嘛。把，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 把
chung là cái nhà mấy không có ai đâu, chồng thì không được đúng không, sợ người ta làm sợ người ta làm bùa các kiểu vào đấy. Đúng như anh chồng mình không tù thì đây chồng buổi tối làm gì làm vẫn phải có một người chồng. Trên tàu gì cũng có một người trông đó. Thế thì thế là trời ăn à, chỉ cho là nè, ở đâu mù lò ba mà mò đùa hả? Mò mò đùa. Mò đây này hả? Tối hôm qua làm gì nhiều quá lại mò mò đùa rồi. Ông già thì ngủ mới vợ nhiều đó. Ngủ với vợ nhiều mới mò mò đùa. Đúng rồi. Tầm này chắc không uống mới nhỏ rồi. Đi mua gà ở ngoài kia à? Thế hôm nay mua gà ở nhà anh này đi, bố ủng hộ hàng xóm đi. Chiều nay mình đi nơi thì mình ăn 3 kem. Rõ rồi, anh mua một chỗ rồi nhá. Vào chợ. Trước khi đi mua thì khô tỉnh cho anh hiểu, anh hiểu biết nhá. Vào. Còn cái của em mua là nên là hai anh em ấy thì là tiền, đây là tiền của em, tiền túi của em bỏ ra thôi. Sau này cậu có sao? Lấy cân này đi. Nhấc cân đi, sao nhấc sang bên này đi. Nhấc sang bên này đi. Đấy. À, anh đối nhấc cái cân kia về thế nào. Nhấc cái cân về đây đi. Ui. Cái này về rua mà. Cho 7 cân đi, hôm nay đông hơn. Cái
4 cân à? Sáu cân dưới à? Một cái còng này nhá, một cái đùi nữa. Lọ táo lọ dùng ạ. Lọ táo lọ. Tính tiền cho em biết. Cái này là bao nhiêu tiền một cân đấy anh? Nào, một cân 50.000 đồng. Một cân 50.000 à? Anh treo, treo sơ thôi. Treo gửi tiền đấy. Chơi mà eat off today đúng rồi nhỉ? Không, em tiếng này tiếng Mông với tiếng Kinh nó hòa với nhau mới biết thôi, còn bảo là nói 100% tiếng Mông thì em cũng chỉ bài á. Em người ở Yên Minh mà. Không, em không phải người Mông đâu. Em Mông nhưng mà tiếng Mông là tiếng gần như là tiếng phổ thông là ai cũng biết. Ủa thế này, thank you, cảm ơn thôi. Muốn lắm, sốt xinh không? Một chế uống mỏ. To me.